Hello hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của MTG Gaming. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với bộ truyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tâm Thiếu. Có rất nhiều anh em đã comment ý kiến và bảo mình là giải thích về danh xưng cấp bậc ở trong bộ truyện này. Nếu như mà mình trả lời hết tất cả comment của anh em thì thật sự là nó cũng quá là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ làm một video review chi tiết hơn cho anh em nha. Và mình làm cái video này là nhằm hệ thống hóa sơ bộ về Đấu La Đại Lục và cấp bậc hệ thống hồn sư trong truyện. Đề phòng trường hợp mọi người chưa xem phần 1 của truyện khó hòa nhập với truyện hơn. Và trong video này có gì sai sót thì mong anh em bỏ qua và góp ý cho mình nha, đừng gạch đá mình. Trước khi đến với video ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi lời chúc đến anh em một ngày vui vẻ. Và xem video của mình thì nhớ like video, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Rồi ok, chúng ta sẽ đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thôi nào. Đầu tiên thì mình sẽ giải thích cho các bạn vũ hồn là gì. Lần đầu tiên mọi người xem có thể nghĩ rằng nó là một loại hồn ma chuyên dùng để đi đánh nhau các thứ ở trong các bộ truyện khác. Thật ra thì nó không đúng lắm, mình không biết giải thích như thế nào nhưng mình sẽ có hình ảnh cho anh em nha. Đây hình này là một loại vũ hồn thuộc nhóm khí vũ hồn, khí trong khí cụ mà một dạng vật chất. Ví dụ như là cây dao, cây búa, cây kiếm, con dao, cái cầy, lửa, băng vân vân. Thậm chí có thể là cái đũa nữa, khí vũ hồn rất đa dạng và phong phú. Nhưng mà tỷ lệ xuất hiện phế vũ hồn ở trong cái này thì rất cao. Còn tiếp theo đây sẽ là một loại vũ hồn thuộc nhóm thú vũ hồn. Thú ám chỉ các loại thú vật như là hổ, lang, phượng hoàng. Thường thì thú vũ hồn có sức mạnh bộc phá lớn về thể chất đặc tính. Nó phụ thuộc vào loại mà họ biến thành. Họ cũng có thể nhận được sự cường hóa toàn thân. Và vừa nãy thì mình có nhắc đến ba chữ phế vũ hồn. Nó là một loại vũ hồn khó mà tu luyện lên được đỉnh cao của cấp bậc. Mình ví dụ như là hai nhân vật chính ở trong hai bộ truyện thì có hai phế vũ hồn là Lam Ngân Thảo và Thị Mâu. Do đó mà việc mạnh yếu của hồn sư phụ thuộc khá nhiều vào vũ hồn loại nào, xem như là thiên phú đi. Và còn hồn sư là gì? Hồn sư là một từ để chỉ nghề nghiệp ở đại lục này. Ta có thể ví nó như là kiếm sĩ, hiệp khách ở trong các thể loại chuyện khác. Tuy nhiên thì ở trong chuyện Đấu La Đại Lục thì họ dùng vũ hồn thay vũ kỹ. Danh xưng cấp bậc trong hồn sư gồm có, đầu tiên sẽ là hồn sĩ từ cấp 1 đến cấp 10. Hồn sư từ cấp 11 đến cấp 19, đại hồn sư là từ 20 đến 29, hồn tôn là từ 30 đến 39. Hồn tông là từ 40 đến 49 và hồn vương là từ 50 đến 59. Hồn đế là từ 60 đến 69, hồn thánh là từ 70 đến 79. Hồn đấu la là 80 đến 89 và phong hào đấu la từ 90 đến 99. Cảnh giới đẳng cấp level 100 của chúng ta sẽ trở thành một vị thần. Và ở trong mỗi danh xưng hồn sư lại chia thành 10 cấp bậc nhỏ. Sau khi hồn sư tu luyện đủ kinh nghiệm thì sẽ lên level, cứ 10 level như thế sẽ thăng một bậc danh xưng. Khi họ bước sang level chẵn chục như là 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 và 90 thì lúc đó hồn sư cần liệt sát hồn thú để săn lấy hồn hoàn, có như thế thì họ mới tiếp tục lên cấp. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về hệ thống hồn thú. Mọi người có thể xem nó như một loại ma thú kiểu ở trong mấy chuyện khác vậy đó, tuy có khác nó chết đi sẽ sản sinh ra một loại gọi là hồn hoàn. Hồn hoàn chính là thứ mà hồn sư khao khát thèm có, mỗi hồn hoàn tượng trưng cho một kỹ năng mà hồn sư sẽ có nếu thu thập được nó. Mọi người có thể tu luyện trong các khu rừng như là tinh đấu đại sâm lâm và các khu vực khác sẽ dễ dàng tìm gặp ma thú. Cấp bậc của ma thú mà hồn sư hấp thụ được theo tùy giai đoạn. Do sức mạnh trong mỗi hồn hoàn khác nhau, tùy vào số năm mà hồn thú trong hồn hoàn sinh sống, nó sẽ phù hợp theo giai đoạn. Các màu của hồn hoàn từ thấp đến cao gồm có là vàng, tím, đen và đỏ. Trên lửa là ánh kim, vàng, kim, hồng, hiếc các thứ là cũng có nha anh em ơi, nhưng mà nó khá hiếm. Còn về vũ hồn dung hợp kỹ thì nó chính là hai ba loại vũ hồn dung hợp lại làm ra một skin mới, đam khá là to. Ở trong phần 2 tuyệt thế đường môn sẽ xuất hiện rất nhiều chiêu dung hợp rất là ảo, mọi người có thể đón xem từ từ nhé. Và các lớp hồn sư ở trong bộ truyện này gồm có 5 lớp, đầu tiên sẽ là chiến đấu, khống chế, phụ trợ, mẫn công và phòng ngự. Bộ truyện này khá là độc đáo ở chỗ là xây dựng team, phối hợp búp cho nhau, làm mình liên tưởng cảnh chiến đấu ở trong Liên Minh Huyền Thoại đấy. Mình đọc đấu la mê nhất chính là đấu đội, xem phê cực anh em ạ. Có rất nhiều anh em hỏi mình là ở trong bộ truyện này thì team nào mạnh nhất thì mình xin trả lời anh em là Sử Lai Khắc Thất Quái nha. Ở trong Sử Lai Khắc Thất Quái tồn tại cả song sinh võ hồn và cả võ hồn biến dị. À đến đây thì mình xin giải thích thêm về hệ thống song sinh võ hồn, nó cũng đồng dạng như kiểu bà mẹ mang thai hai đứa cùng lúc vậy. Song sinh vũ hồn này làm cho hồn sư rất lời ở khoảng không những skin gấp đôi người khác, mà đồng thời có thể gia tăng sức mạnh của hồn hoàn trên vũ hồn thứ hai. Ví dụ như mọi người chan đến level 92, tại level 92 này, vũ hồn thứ 1 của mọi người xem như là 2 vàng, 2 tím, 4 đen và 1 đỏ, đa số là như vậy. Nhưng mà ngược lại là dạng song sinh võ hồn thì tại thời điểm level 92, chúng ta sẽ có thể phụ gia cho vũ hồn thứ hai toàn là màu đen cả, như vậy không phải là hại hơn sao? Mình xin giải thích thêm là hồn hoàn phụ thuộc vào cấp bậc hồn lực của mọi người.
hồn lực càng cao thì hấp thụ quái càng mạnh. Còn về vũ hồn biến dị xem như là đột biến gen, đôi khi hại và đôi khi lợi, nhưng mà thường hại thì nhiều hơn. Cụ thể hơn thì hồn hoàn biến dị của đại sư Ngọc Tiểu Cương, chính hồn hoàn biến dị này đã ngăn hắn đến chặng đường đỉnh cao hồn sư. Vừa rồi là một vài thông tin hệ thống hóa sơ bộ về Đấu La Đại Lục và cấp bậc hệ thống hồn sư ở trong truyện. Các bạn thấy video này thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho NTC. Mình xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.